Rồi, Hiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Buổi chiều cô chú anh chị ơi, bây giờ là mấy anh em sẽ đi vào để lau mộ cho chú cũng như là lau đèn trước khi ra về cô chú anh chị ha. Ồ, buổi chiều của anh trai anh không trắng, anh lớn quá trời luôn. Anh Minh làm cản trở giao thông. À, đó bé mì nói rồi đó. À, nghe ông trời ông cứ hì biết là ông đang dự báo là tối nay sẽ có trận mưa lớn nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bữa nay tao quay tới hai kênh là không ơi. Hai kênh rồi mà mượn gì mà mượn hai kênh luôn hả? Dữ hả? Kênh gì với kênh vậy không biết luôn nữa, thấy đồng hướng ngài biết. Kênh gì Ngọc? Quay kênh YouTube với anh quay kênh Nguyễn Lê. Đúng rồi. Em đây. Rồi. Em đây. Rồi. Rồi anh đi lấy dầu đi. Em với My lấy vàng rồi. Ai gửi không? Chị lấy dù rồi, em lấy vàng là sao? Cái dù lấy vàng là gì nữa? Trời ơi, anh không hiểu thôi, mệt quá. Vàng đâu đây? Đâu mà có chia tài sản đâu đây không? Nghe giật bậy đi, tao không có nói vàng vàng đâu à. Tao kêu ông này lấy dầu, em dài lấy đó, em lấy đây, khỏi lấy đèn. Ông giật sao mà dù vàng vàng nữa. Em không tin thì đã bị tháo ra rồi. Rồi, cô chú anh chị ơi, bây giờ thì bữa nay là Tiên rất là vui. Bởi vì lau mộ cùng với siêu mẫu. Đúng rồi. 16 hết cũng rất là vui bà con ơi. Được lao mộ cùng với Hiện Tiên. Ủa cái này sao nay banh ra dữ à? Hiện Tiên thì được lao mộ cùng với siêu mẫu. Chồng ơi, sao cái này sao bữa nay nó hẻ ra dữ à? Vậy là thông báo là không, tức là bây giờ đó, ra ngoài thầy hết bên tại rồi. Tại hết rồi bà con ơi. View bây giờ hiện tại là kỳ này hiện tại là view của mấy anh em tại mộ đi ra Hà Tĩnh hết trơn rồi. Kỳ này mấy anh em ở mộ là ăn mì gói luôn cô chú anh chị ơi. Không báo khẩn. Không lẽ đây là sự hả? Đúng rồi. Nghe nó trời ơi là hiểu. Hải ơi. Hải. View của mình đi ra Hà Tĩnh hết rồi. Trời ơi. Không lẽ đây là sự thật? Ngồi khóc trước mộ luôn. Hải khóc trước mộ luôn hả? Nó nói vậy nè, mặc dù có chị Loan nhưng vẫn không có view. Bây giờ phải làm sao? Di Minh giật mình làm bể chung đèn. Gì bể rồi hả? Anh giật trước, anh giật trước. Giật trước khỏi bể. Giật cái đó chết em quá. Trời ơi, mà bình thường sao để anh Ngọc bữa nay như sao mà chen chen lên nói chi vậy? Bớ vậy? Rồi rồi, chắc khá anh Ngọc được chú đậu, có má nuôi đồ. Tính đi kiếm má nuôi đúng không? Như bữa nay đâu đi lại đó chi trời. Có khán giả về viếng. Giờ là anh Ngọc im mà đó. Trời ơi, không lẽ đây là sự thật. Vậy là giờ view mình ra Hà Tĩnh rồi phải không Hải? Mai em mua một chục cái chỗ này, một chục cái quẹt 7-5 cái. Thôi anh ơi, để từ từ, ví dụ như anh mua một cái thì hết, mua nữa. Mua một chục là phải bảo quản, mệt lắm. Rồi, mưa nữa nó ướt hoặc quẹt là bữa sau không có mà trái luôn. Đây chăm dậu đi Mi. Này còn nhiều mà. Nhiều nhiều chăm chăm, mình nhiệm vụ mình chăm là mình chăm thôi. Anh nhiệm vụ của anh chứ của em đâu. Đúng. Ôi, lâu lâu có ngày lên để nhường cho cái nhiệm vụ chăm dậu mà. Đổ bể có một chuyện nữa. Làm gì đâu đổ bể. Ô. Gung gãy hả?
Cầu ơi. Không lẽ đây là sư? Cầu ơi. Bữa nay từ kênh lớn tới kênh nhỏ đều khóc. Ông mà ơi một cái ha. Thấy mọi người, Ngọc đang rửa nước sôi luôn quý vị ơi. Ngọc đang rửa là con thầy quá mà trời luôn, tại quá trời. Trời ơi, trời ơi nữa đi Hải ơi. Trời ơi nữa đi. Thất bại rồi mọi người ơi. Cho nó sơm lên coi. Nay thất bại rồi. Hải trời ơi đã lắm. Này lâu lâu mấy cái này lấy lọc thôi. Thôi gọi có ổng vừa lau đèn, thấy lọc. Nếu mà nói lấy lọc á, là mình lau đèn nó lấy lọc dễ hơn. Đèn để làm chi? Hấp sáng những ngọn nến, mình biết soi sáng con đường mình đi. Đó, cái ý nghĩa của lau đèn đó ha. Lau đèn gì bởi giờ lau mộ cũng không có quyêu là đúng rồi. Để lau đèn mới có quyêu đâu mộ, không khó. Trời ơi chị Hương. Lau đèn là hấp sáng cái ngọn nến để mình biết mình soi. Chú dẫn lối cho mình đi, thấy không? Chứ lau bộ hay lau đèn gì hết, cậu ở đây với cậu là cậu phù hộ. Nói là chương dài nhiệm vụ quan trọng lắm nha. Phải lao cái cục nào mà cao nhất á. Sáng có cô gọi anh giúp ý. Cô kêu nó mấy anh em lao cái hình trước. Đúng rồi anh. Để riêng ra. Đó, đúng rồi. Thì bữa giờ mình vậy mà. Còn cái nào lao dữ thì để riêng ra. Trừ khi là đây là chỉ có khán giả thôi. Chứ anh em mình là đều lao cái hình trước. Rồi mới lao cái mộ. Đó. Y như là 16 ếch đó là muốn lao cái hình để lấy lọc chú. Đó thì ảnh lao cái mộ trước, xong ảnh dùng một cái khăn giấy sạch để lao cái hình chú sau. Cô chú anh chị. Đúng anh Minh. Đúng rồi. Ngày nay anh lớn có view không? Hôm qua em. Bữa nay anh lớn có view không? View đầy mình ăn đó. Bữa nay mai có ăn phở bò được không? Có chứ. Anh có khi nào mà anh ăn phở bò? Hôm qua em kêu anh Minh đi vô. Anh lớn mà anh không ăn phở bò là coi như mình chắc ăn. Dẫn đến một trận mưa khủng. Ăn cháo trắng luôn rồi đó. Bữa nay chắc là ngáp gió. Vậy ra vậy. Rồi anh cháo không có hấp là mình ăn cháo trắng luôn hay gì ta? Mà không được 10.000 view luôn là mấy anh em mình hiểu. Tại vì có video nào mà được 10.000 view, biết tối có lên không mình biết nha. Tối để em không nhưng mà ông Hường thấy nếu mà lên giờ thì tối nó cũng lên luôn với anh Hường vậy mà không lên là tối cũng không đứng luôn rồi. Nói chung là bây giờ là chưa có video nào mà 10.000 đó. Trời ơi trời, sáng giờ chưa có cái nào được 600 700 nữa nè, 10.000. Rồi sao cái nào 40 quíu đó vậy luôn hả? Trời ơi, sáng giờ được chưa được cái nào ngàn luôn nè. Sao mấy anh em ở mẫu hang dữ vậy? Bóng trời ơi, chú ơi. Em chào các chị. Dạ. Dạ, chào các chị. Chiều mưa không trời. Ở đây, anh nhìn cái điện thoại giùm em nha, em vô lấy kèn cày cho chú cái.
Cho em qua nước sôi, nước sôi. Nước sôi. Nước sôi. Đèn tiên cầm đèn cày mà nước sôi nè bà con. Cô xin miếng đi. Con không nội. Là hồi nãy cô có lấy một chú mà giờ cô quay lại nữa. Còn mấy cái nữa. Mấy cái nữa. Cái quá trời này cứ đưa đây đi, phụ cho. Đủ cho mi. Coi giờ coi bấm cho tối xíu đốt. Nhỏ sao đốt. Bên quay hai thiếu nữ xinh đẹp bên ngoài kia. Đâu? Nè, giỏi à. Rồi anh, đứng đây phóng qua bển hả? Quá xinh luôn. Trời ơi, con Hải này, nó phóng hồi nãy nó ra ngoài mà nó mắc cỡ rồi sao mà giờ vô đây phóng. Không có là quải mẹ không cho quay. Thế hả? Trời, nó giờ đứng đây phóng phải không? À, đứng từ xa mình phóng. Cái chị xinh đẹp phải không? Ờ giờ hấp nhang ha. Đi hấp luôn xung quanh chị. Ông chưa mày? Đúng rồi, phải nằm chân giữa. Đi. Đi ra đây. Đây. Đâu quanh nè, đâu quanh. Nằm ra. Rồi qua đây. Vô trong chụp hình luôn. Xin chào camera. Lấy hình cầu Nam ông có. Mà có cho hình cầu Nam ông. Có. Thôi chú Tiểu chào cô chú nha. Có chân điện thoại á con ơi. Con mấy đứa hết rồi. Nguy hiểm quá. Hồi hộp. Không lơ chứ không có cái. Không có rớt nữa đâu. Cái đồ này đó nó dẻo dẻo vậy đó. Nó quật tao quật luôn vậy không có. Vì đây thì các anh em cũng đã làm. Thank you.
cho là hai chú lòng này hôm nay quá tốt trong chăm sóc thì hôm nay kết quả chú lòng này cho một cái quả trứng để nó cung cấp cái quả này rồi mà còn xanh nở được ha vậy nó nở nó chưa bung đây nó sẽ ra một cái cây non của chiều của chú anh chị. Thì bây giờ là mấy anh em là sau khi lao mộ thì cũng xin phép chú ra về ha. Đúng rồi. Quá bông luôn ha. Này nó tốt quá tốt của chú. Cái này mà đợi cho nó già rồi nó sẽ ra bông. Tại vì đang ra lá cho nên là chưa ra bông được. Đó, bông rồi rất là tốt tươi luôn ha, đồng bay phụ ngứa tứ linh đồng lặng như phụ đặt cái mặt tại mồ tứ linh chiều nay cũng cũng có khán giả đến ha, có hai cô mời chú dùng thuốc buổi chiều ha chú anh chị, cho mấy anh em sao động của chú anh chị bối rối để phóng máy thật là to ngồi kia sao động mà bối rối luôn mấy anh em là rối nháo nhưng mà không gì đó làm nao động lòng của Duy Vinh vẫn chia sẻ ở nơi đây không vì đâu dám nao động tới, đúng không tới công chuyện nao động là tới công chuyện rồi đó dạ được vậy cứ tự nhiên ha nãy anh lớn nói gì mà không gì cái gì mà đứng đó đây nè chị không gì gì không biết nữa anh nói gì mà chia sẻ nơi đây không gì cái gì không biết không nói gì có biết gì đang dùng mặt mã với mặt thủ rồi xin chay đúng không nói chung là người ta có cái gì người ta cũng vì cuộc sống thôi nhưng mà người ta sẽ không bao giờ người ta quên hơn một cái gì đó dạ được cô như là nếu mà có đi thì ta cũng ở một ngày đâu đó thì cũng trở lại chứ ta cũng biết ơn hôm nay ăn quả nhớ kẻ trồng cây là gì rồi tới đây thì Tiên cũng xin kết thúc video của chú anh chị ơi chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều tốt lành và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để hiện Tiên luôn đồng hành của chú anh chị trong những cái video sau nha.